Nhiều người mắc bệnh nền nhưng không biết mình mắc bệnh. Có người sau khi phát hiện bệnh lại không có biện pháp kiểm soát bệnh. Chính điều này cũng làm gia tăng các ca nhiễm COVID-19 có biến chứng nặng, thậm chí dẫn đến tử vong. Theo báo cáo hàng ngày của Bộ Y tế, có 4 trên 7 ngày trong tuần qua, số bệnh nhân COVID-19 tử vong vượt 100 ca, trong đó ngày cao nhất lên tới 139 ca, trung bình cả tuần là 95 ca trên ngày. So sánh trong cả tháng 10 và những ngày đầu của tháng 11, số ca tử vong đã giảm về mức 2 con số. Nhưng tuần vừa qua lại là tuần có số ca tử vong cao nhất trong hơn một tháng nay. Ngày có số tử vong cao nhất trong tuần cũng là ngày có số tử vong cao nhất tính từ đầu tháng 10 đến nay. Những con số này cùng với số ca mắc, ca chuyển nặng phải nhập viện đang tăng trở lại đòi hỏi phải có biện pháp can thiệp tích cực để giảm số ca tử vong. Theo thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang có gần 52.000 F0 cách ly, điều trị tại nhà, trong khi thành phố đang thiếu thuốc Monopiravir. Số thuốc còn lại của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đủ sử dụng tính bằng ngày, rất ít ỏi. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đề xuất khẩn cấp cấp thêm thuốc. Trao đổi với Tuổi Trẻ, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo Nguyễn Ngô Quang cho biết đã cấp thêm Monopiravir cho thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không nói rõ số lượng đã cấp. Trong khi đó, đã có bệnh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh băn khoăn với thông tin chỉ được cấp vitamin và thuốc hạ sốt, không thấy có Monopiravir. Các chuyên gia cho hay phủ vaccine mới là điều kiện cần để sống chung an toàn với COVID-19. Có thuốc điều trị mới là điều kiện đủ để thoát bệnh. Tính đến 21 tháng 11, Việt Nam đã tiêm chủng xấp xỉ gần 108 triệu liều vaccine, đang tiến sát mốc 90% người từ 18 tuổi đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, số tiêm đủ 2 mũi đạt gần 55%. Tại nhiều tỉnh thành, số liệu ca mắc cho thấy ngoại trừ số mắc COVID-19 dưới 18 tuổi, thì 70-80% ca mắc mới là người đã tiêm vaccine COVID-19, đòi hỏi Bộ Y tế có chiến lược sớm đánh giá hiệu quả vaccine để sớm triển khai tiêm mũi bổ sung, cấp thuốc điều trị sớm cho bệnh nhân.